ghế massage Makano. Món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 3. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cung thỉnh lư hương về tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát truy đuổi đối tượng cướp điện thoại trên đường phố. 9 đối tượng tham gia hỗn chiến ở Ion Mall Hải Phòng bị tạm giữ hình sự. Sherbot đâm vào cổng nhà dân ở Quảng Ninh. Khoảnh khắc đăng quang Miss World 2021 của người đẹp Ba Lan. Diễn biến mới nhất về chiến sự tại Ukraine. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 17 tháng 3. Khuya 16 rạng sáng ngày 17 tháng 3, việc cung thỉnh lư hương về an vị dưới tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại công viên Mê Linh đã hoàn tất, chuẩn bị cho lễ khánh thành dự án chỉnh trang công viên Mê Linh và công viên Bến Bạch Đằng. Việc chỉnh trang công viên Mê Linh, Bến Bạch Đằng, an vị lư hương dưới chân tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã khoác lên cảnh quan tươi tắn cho khu vực trung tâm và hợp ý nguyện người dân thành phố Hồ Chí Minh. Công trình này là một phần ký ức của người dân và mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Được biết, khu vực công viên quanh tượng đài rộng 3.300m2 được đề xuất thay thế gạch lát nền bằng đá granite tự nhiên. Công viên được trồng thêm nhiều cây xanh và thay mới hệ thống chiếu sáng. Khu vực lòng đường quanh công viên được thi công đệm cát, lát đá bazan tự nhiên. Còn Bến Bạch Đằng được cải tạo với diện tích rộng 18.600m2, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ cột cờ Thủ Ngữ đến cầu tàu số 2 rộng hơn 8.700m2. Toàn bộ công viên được lát lại đá, trồng thảm cỏ tại lối đi, lắp lan can ở các cầu tàu và bờ sông. Giai đoạn 2 từ cầu tàu số 2 đến khu vực súng thần công, rộng khoảng 7.300m2. Cả hai dự án chỉnh trang đều sử dụng nguồn vốn xã hội hóa. Khuya ngày 16 tháng 3, đội hình sự đặc nhiệm đội 3 phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao Nguyễn Hoàng Phúc và Nguyễn Huỳnh Anh Khoa, 22 tuổi, cùng ngụ tại quận 10 cho công an phường 5 quận 3 điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 40 phút tối cùng ngày, một nam thanh niên đang cầm điện thoại hiệu iPhone đứng trước một địa chỉ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5 quận 3. Thì Phúc chở Khoa trên xe tay ga đến gần. Khi Khoa vừa giật iPhone trên tay thanh niên trên, cùng Phúc tẩu thoát thì tổ tuần tra đội 3 đã tăng ga truy đuổi theo. Sau quãng đường dài khoảng 3 km truy đuổi, tổ tuần tra đã ép xe khống chế Phúc và Khoa tại gần khu vực ngã tư Tôn Thúc Tùng, Bùi Thị Xuân. Tổ tuần tra sau đó di lý Phúc, Khoa cùng phương tiện tang vật về trụ sở công an phường 5 quận 3 để bàn giao xử lý theo thẩm quyền. Qua xác minh bước đầu, Phúc có một tiền sự cai nghiện ma túy và một tiền án cướp giật tài sản. Liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại khu vực trung tâm thương mại Ion Mall ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào tối ngày 5 tháng 3. Đến sáng ngày 17 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng. Trước đó vào tối ngày 5 tháng 3, công an quận Lê Chân nhận được tin báo có khoảng 40 đối tượng điều khiển 20 xe gắn máy dùng hung khí đuổi đánh nhau chạy dọc trên tuyến đường Hồ Sen, cầu Rào 2 đến trung tâm thương mại Ion Mall. Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cả 9 đối tượng đều có độ tuổi từ 17 đến 20. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm đối tượng khác trên địa bàn nên đã tụ tập, chuẩn bị hung khí tìm nhóm đối tượng kia để trả thù. Hiện công an quận Lê Chân đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan. Chiều ngày 16 tháng 3, Công an thành phố Đà Lạt tạm giữ 3 thanh niên gồm Châu Thanh Duy, 23 tuổi, Nguyễn Đức Thắng, 29 tuổi, cùng trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và Vũ Thành Công, 24 tuổi, phường 7, thành phố Đà Lạt, đang sử dụng ma túy tại một phòng thuộc khách sạn trên đường Trần Khánh Dư. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 12 gói ni lông bên trong đều chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy, cùng một lượng tinh thể màu trắng ở trên đĩa sứ. Cùng với đó, lực lượng công an còn thu được 2 khẩu súng ngắn, nghi là súng quân dụng, cùng 12 viên đạn màu vàng đen. 3 thanh niên khai nhận toàn bộ số tinh thể màu trắng trên đều là ma túy ketamin và ma túy đá nhóm mua về sử dụng. Cơ quan chức năng đang giám định 2 khẩu súng để xác định chủng loại và nguồn gốc. Ngoài ra, qua test nhanh COVID-19 cho 3 thanh niên thì phát hiện một đối tượng dương tính với SARS-CoV-2. Tại Quảng Ninh, sáng ngày 17 tháng 3, vừa xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khi một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao, mất lái, tông thẳng vào nhà dân tạo nên tiếng động lớn.
Phần đầu xe hư hỏng nghiêm trọng, gạch vữa từ cổng và tường rào nơi xe tông trúng vương vãi khắp nơi. Theo lãnh đạo công an thành phố Cẩm Phả, chiếc xe trên do anh A điều khiển chạy từ hướng Hạ Long, Cẩm Phả. Khi đến lối rẽ ra đường Vũng Đục, do không làm chủ được tốc độ nên đã lao thẳng vào cổng số nhà 239, tổ 62A, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ ngồi bên ghế phụ bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng thành phố Cẩm Phả nhận tin báo đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại Lào Cai, ngày 17 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, chính quyền thị xã Sapa đã giải quyết vụ xô xát xảy ra tại thôn Khủ Lấu, xã Ngũ Chỉ Sơn vào ngày 14 tháng 3 giữa người dân địa phương với nhóm người của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Phú, đơn vị thi công thủy điện Mây Hồ, làm 14 người bị thương. Sau vụ xô xát, thị xã Sapa đã tổ chức làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Mây Hồ, chủ đầu tư, đại diện hai thôn Lũ Khấu và Can Hồ B cùng đại diện các hộ dân liên quan đến vụ việc. Các bên đã thống nhất phía doanh nghiệp thi công thủy điện Mây Hồ là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Phú sẽ hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân và hai thôn trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn là 520 triệu đồng. Cụ thể, các trường hợp người dân bị thương do xô xát gây ra được bồi thường theo thỏa thuận, chia làm hai mức, 5 triệu đồng và 80 triệu đồng, tùy mức độ nặng nhẹ. Ngoài ra, có hai trường hợp được hỗ trợ 15 triệu và 90 triệu đồng do bị nặng hơn. Tập thể nhân dân hai thôn Can Hồ B và thôn Lũ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn cũng được hỗ trợ mỗi thôn 20 triệu đồng. Việc thi công hạng mục đập đầu mối thủy điện Mây Hồ cũng sẽ phải tạm dừng đến khi giải quyết xong vụ bồi thường cho các hộ dân và đưa ra được phương án đền bù cho các hộ nuôi cá bị ảnh hưởng do quá trình thi công công trình. Chuyển sang những tin tức thế giới, đại sứ Trung Quốc tại Ukraine Fang Xianrong cho biết Trung Quốc sẽ không bao giờ tấn công Ukraine, đồng thời sẽ hỗ trợ nước này về mặt kinh tế và chính trị. Trung Quốc đến nay đã gửi hai đợt viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine và đợt thứ ba dự kiến sẽ đến Ukraine trong tuần này. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản trợ giúp an ninh mới trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, cũng như việc triển khai vũ khí và máy bay không người lái tầm xa hơn tới Ukraine. Quyết định này nhằm đảm bảo với Ukraine về sự hỗ trợ chưa từng có của Mỹ trong xung đột với Nga. Khoản trợ giúp trên được phê duyệt khi lực lượng Nga đang áp sát thủ đô Kiev của Ukraine. Trong đó, 200 triệu đô la Mỹ sẽ được phân bổ vào cuối tuần và 800 triệu đô la Mỹ đã được Quốc hội Mỹ thông qua vào tuần trước. Ngày 16 tháng 3, Moscow một lần nữa yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về một nghị quyết liên quan đến tình hình nhân đạo ở Ukraine. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao tin rằng văn bản trên cuối cùng có thể bị hủy bỏ do thiếu sự ủng hộ từ các đồng minh của Nga. Trong khi đó, các nhà chức trách ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tấn công một nhà hát nơi có hàng trăm thường dân đang trú ẩn. Các quan chức địa phương đã đăng một bức ảnh về tòa nhà của nhà hát. Khu vực giữa của nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn, với làn khói trắng dày đặc bốc lên từ đống đổ nát. Các quan chức cho biết một quả bom đã được thả xuống tòa nhà từ một chiếc máy bay. Hiện chính quyền tại đây chưa có ghi nhận về thương vong. Cũng trong ngày 16 tháng 3, các nhà chức trách Ukraine thông báo thị trưởng thành phố Melitopol đã được thả vài ngày sau khi Kiev nói rằng ông đã bị bắt cóc bởi lực lượng xâm lược của Nga. Theo Tổng thống và Quốc hội Ukraine, thị trưởng Ivan Fedorov đã bị bắt cóc vào ngày 11 tháng 3 bởi những người lính Nga đang đóng tại Melitopol, một thành phố nằm giữa Mariupol và Kherson, vì ông này từ chối hợp tác. Vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 3 giờ Việt Nam, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ. Ông Zelensky đã tiếp tục kêu gọi thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine trong bối cảnh thủ đô Kiev liên tục bị không kích bởi máy bay và tên lửa từ lực lượng Nga. Ông Zelensky cũng kêu gọi Mỹ và phương Tây cần làm nhiều hơn nữa trong các gói trừng phạt, đồng thời kêu gọi Mỹ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell đã gọi bài phát biểu của ông Zelensky trước Quốc hội là một bài phát biểu cực kỳ hiệu quả và cho rằng thông điệp gửi tới Tổng thống Biden là ông ấy cần các biện pháp mạnh hơn. Hạ nghị sĩ Mike McCall, một thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết bản thân rất xúc động về đoạn video mô tả giao tranh ở Ukraine mà ông Zelensky công bố giữa bài phát biểu. Tại Nhật Bản, hãng tin AFP đưa tin ít nhất 2 người đã thiệt mạng ở thành phố ven biển Soma
và hàng chục người khác bị thương sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter làm rung chuyển vùng đông bắc nước này. Trong khi đó, theo Thông tấn xã Việt Nam, tính đến thời điểm 7 giờ sáng ngày 17 tháng 3 theo giờ địa phương, trận động đất mạnh đã khiến ít nhất 91 người bị thương, chủ yếu ở tỉnh Fukushima và Miyagi. Cơ quan cấp cứu ở các khu vực bị ảnh hưởng đã nhận được nhiều cuộc gọi báo về các trường hợp khẩn cấp. Trước đó, Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần đối với các khu vực Fukushima và Miyagi với ước đoán những cơn sóng này có thể cao đến 1 mét. Song cảnh báo này đã được rút lại vài giờ sau đó. Tại Đài Loan, mới đây một chiếc thang cuốn ở một nhà ga tàu điện ngầm bất ngờ gặp sự cố đã làm 30 hành khách đang đứng ở phía trên bị lùi về phía sau và ngã chồng lên nhau. Trên chiếc thang cuốn, khoảng 30 người đang đứng để di chuyển khỏi sàn nhà ga Sinpu trên chuyến Banan. Tuy nhiên, thang cuốn đột ngột dừng lại và chạy ngược với tốc độ nhanh, đồng thời đẩy 30 hành khách về phía sau và nhiều người đã ngã chồng lên nhau. Thông báo của Tổng công ty Vận tải Tốc độ Cao Đài Bắc cho biết, nhà sản xuất khẳng định hệ thống phanh khẩn cấp đã không hoạt động khi xảy ra sự cố do bị chập điện. Vụ việc xảy ra tại một nhà ga tàu điện ngầm ở Tân Bắc, Đài Loan, làm 4 người bị thương. Sáng ngày 17 tháng 3, theo giờ Việt Nam, người đẹp Ba Lan Karolina Bilosska đã đăng quang Miss World được tổ chức tại Puerto Rico. Cô đã nhận vương miện từ người tiền nhiệm Tony Ansay, Hoa hậu người Jamaica. Người đẹp Mỹ Shishani đoạt danh hiệu Á hậu 1, còn Hoa hậu bờ biển Nga Olivia Yates đoạt danh hiệu Á hậu 2. Cuộc thi Miss World lần thứ 70 có 40 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới tham gia để cạnh tranh cho chiếc vương miện đáng mơ ước. Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lọt top 13 chung cuộc. Tiếp theo chương trình là phần dự báo thời tiết. Hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo, phía Tây Bắc Bộ từ nay đến ngày 22 tháng 3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Phía Đông Bắc Bộ, từ nay đến ngày 18 tháng 3 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh. Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Nam Bộ, từ nay đến ngày 26 tháng 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi. Bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đồng có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage Makano, món quà từ tâm nâng tầm sức khỏe.